đây là cũng chạy ráp rồi các bạn, chiếc em là Suzuki nè, SL7. Xe này cũng nhỏ gọn các bạn, nhưng mà so với S-Wander thì thấy nó không bằng. Cái nhỏ này là đi tám chín đó, chín em. Chiếc Grab Suzuki chạy 9 em nhỏ. Trung tâm thể dục thể thao hôm nay là có giải năng khiếu Winam Việt võ đạo thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh, từ ngày 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2022 nha các bạn. Thì mình đang gửi xe trong đây nè. Thì thường thường thì chỗ này nó cũng vắng. Ghé gửi xe đây, ở đây có cái căng tin bán mì gói không ạ. Hôm nay có cái giải võ thuật Vui Nam Việt Võ Đạo của quận Bình Thạnh, nó rất là đông. Mấy em vô đây là ngồi chờ thi đấu, uống sữa, ăn bánh rồi. Ăn mì gói là xong buổi sáng các bạn. Cơm mì trứng. Biết chết nó thay đồ rồi sao nó biết được. Không làm ly cà phê nữa là xong buổi sáng rồi các bạn. Gửi xe ra đây ngồi ngắm thành phố Sài Gòn buổi sáng các bạn. Trước mặt các bạn là những cái cây dầu, chỗ cái đèn xanh đèn đỏ là Lăng Ông Bà Triệu. Đó là mộ Lê Văn Việt các bạn. Ngày xưa là gọi là Lăng Ông Bà Triệu á. Thì xa xa là mình xéo xéo là mình thấy cái chợ Bà Triệu các bạn. Nhưng mà camera thì chắc có lẽ là không nhìn ra được. Đó thì chợ Bà Triệu nằm ngay chỗ cái góc cua đó, rồi bên đây là Lăng Ông Bà Triệu. Thì đường này là đường chạy về sân bay luôn các bạn. Đường này là đường Phan Đăng Lưu các bạn, Phan Đăng Lưu quận Bình Thạnh, còn cái ngã ba đó là nơi Chân Long. Sau góc ngã ba mình quẹo phải là nơi Chân Long, còn ở đây là đường Phan Đăng Lưu. Chạy về tới ngã tư cũng nhận các bạn. Thì mình gửi xe trong cái trung tâm thể dục thể thao của quận Bình Thạnh nè, thì hiện nay là nó có những cái giải đấu rất là đông luôn. Đó, mình ra đây mình ngồi ngắm cảnh. Thì đi thành phố thì cái vấn đề mà gửi xe đó các bạn rất là khó khăn nha. Ít có cái bãi giữa xe đó, mình phải biết, mình tìm hiểu trước là mình đi mình mới có cái chỗ để mình gửi. Chứ còn lòng lề đường thì không có đậu được các bạn. Xe rất là đông, cấm dừng, cấm đậu cũng rất là nhiều. Nhiều cái tuyến đường nó không có cho đậu xe. Thì nếu mình ra trung tâm quận nhất thì có những cái đoạn đường nó cho giữ xe trên lòng lề đường á. Còn ở đây thì khu vực này thì không có. Do đó là mình tìm những cái chung cư, những chung cư mà người ta có dịch vụ người ta cho gửi xe luôn á, mình vô đó mình gửi. Hoặc là vô những trung tâm thể thao, như là ở đây là trung tâm thể thao quận Bình Thạnh á, cái sân nó rộng các bạn, thì người ta cho mình gửi để người ta thu, người ta kiếm thêm cái thu nhập của những cái người bảo vệ á, cũng là thu nhập cho cái trung tâm nữa. Bởi vì xe gửi là rất là đông các bạn, giá là 40.000, nhưng mà thường thường là mình cho luôn 50.000 các bạn, cho người ta cà phê cà pháo rồi luôn.
nó giá thì chỉ có 40 ngàn thôi. Nó có để bảng giữ xe lễ hội nè, có bàn ăn lưu nè. Thì nói chung á, đường phố Sài Gòn thì giờ tầm khoảng 6 giờ mấy trưa 7 giờ thì công nhân học sinh rồi đi rất là đông, nhưng mà cũng không có kẹt xe các bạn. Nhiều cái điểm thì nó hơi ùn tắc tí xíu thôi, xe cộ giờ cũng lưu thông là thông thoáng chứ không đến nỗi là kẹt xe. Có những cái tuyến đường mà quá đông quá nhỏ thì những cái trục đường chính á, thì nó hay kẹt xe thôi, chứ còn những cái đường nội ô thành phố này á, là cũng ít có kẹt xe lắm các bạn. Chủ yếu là xe đông di chuyển chậm thôi. Ngồi đây ngắm cảnh chút xíu rồi đi kiếm gì ăn. Giờ còn sớm lắm các bạn. Thì các bạn nào mà ý định mua xe ít bân đờ mà chạy dịch vụ á, thì cũng tham khảo trước. Thì mình chạy thì không có gắn cái biển số kinh doanh các bạn, biển số vàng á, mình không có gắn. Chủ yếu là mình chạy khách quen ở xóm thôi, hoặc là có ai kêu đi tỉnh đi đâu hay du lịch gì gia đình gì mình đi thôi, chứ không có chạy app. Để app thì tiền nó ăn hết rồi các bạn, nó lụm hết của mình rồi, nó lấy là 33%, mà tiền xăng tiền dầu của mình nữa là đâu còn được bao nhiêu. Chạy suốt ngày là kiếm được triệu mấy là rất là khó, trừ chi phí ra là khoảng còn 500 ngàn một ngày. Thì xe của mình và cái công của mình mà một ngày thu nhập 500 ngàn thì phải nói là thấp. Thằng Hồ bây giờ người ta làm một ngày 600 ngàn. Phụ Hồ á, là đi phụ Hồ ngày được 400 ngàn, người ta chỉ có cái bay với cái tay không à. Mà trong khi mình đã tài sản mình hàng trăm triệu, bỏ cái công sức ra chạy nữa thì... Mà cái mình lưu thông trên đường mình chạy thì nó rất là nhiều cái... cái bất ngờ xảy ra cho mình, chẳng hạn như là qua quẹt này kia. Thì trong thành phố thì nó không có những cái tai nạn lớn, nhưng mà đa số là qua quẹt phức tạp lắm các bạn. Rồi mình đi không có đúng tuyến đường theo cái bản hướng dẫn chỉ dẫn thì nó sẽ bị phạt nữa. Do đó là cái nghề chạy ráp này nó bây giờ cũng rất là khó khăn các bạn. Mua cái xe tầm gần cả tỷ bạc, 700-800 triệu để chạy ráp kiếm sống, mà thấy bây giờ ráp xe nó rất là nhiều luôn. Do đó cái lượng khách nó cũng chia đều ra hết, nó không còn như những cái năm trước. Những cái năm trước thì chạy ráp ngày kiếm 2-3 triệu, 3-4 triệu là bình thường. Bây giờ thì kiếm ngày 1 triệu mấy. Có một số bạn là cũng dự định là mua xe chạy ráp thì cũng cân nhắc kỹ nha. Chứ còn mình thấy là chạy ngon rồi mình ra mình mua xe mình ôm mình chạy, thì đây là cũng chạy ráp rồi các bạn, chiếc em là Suzuki nè, hết là 7. Xe này cũng nhỏ gọn các bạn, nhưng mà so với ít vấn đề thì thấy nó không không bằng. Cái nhỏ này là đi tám chín đó, chín em. Chiếc ráp Suzuki chạy 9 em nhỏ. Thì nhỏ nhỏ thì do mình ngồi rộng rồi các bạn, nó đâu có chiều cao, với lại đầu gối nó không có tọa cái băng ghế đó. Nhỏ con, chở chục đứa cũng được luôn. Chín đứa mà nó hùng lại nó đi thì không đứa không bao nhiêu tiền.
này thì cái vành mâm nó hơi nhỏ, nhiều cảm giác thấy nó hơi lùng, nó hơi lùng hơn chiếc S Ban Đời. Thì S7 này thì ta mua ta chạy dịch vụ cũng rất là nhiều nha các bạn. Xe này nó rẻ hơn cái S Ban Đời nữa, chạy nó cũng tiết kiệm xăng hơn nữa. Con cái là cái phần đuôi các bạn thấy nó nhìn nó xấu hơn, nó xấu hơn đó luôn, là nhìn nó không có hiện đại bằng S Ban Đời các bạn, nhưng mà nó cũng lợi lắm. Thì S Ban Đời nhìn nó đẹp hơn, thấy nó mập mạp hơn một tí. Thì sáng mình ngồi đây mình chia sẻ với các bạn mà chuẩn bị mua S Ban Đời để chạy dịch vụ á, thì cũng lưu ý một số điểm là cân nhắc. Mà khi mình mua chiếc xe như vậy là mình kinh doanh dịch vụ ráp thì có thu nhập là có đủ chi phí trong gia đình của mình không. Thì nếu mà các bạn sử dụng tiền mặt á, thì nó khỏe, còn các bạn vay ngân hàng thì áp lực ngân hàng nữa, thì áp lực ngân hàng rất là nặng các bạn. Khi mình vay ngân hàng á, áp lực nặng lắm, các bạn phải chạy phải cài để đủ tiền đóng ngân hàng nữa, áp lực nó nặng hơn cái xe mà các bạn có tiền trả thẳng luôn. Tiền trả thẳng á thì bữa nào mệt thì mình có thể là mình chạy ít đó. Hoặc là mệt mình nghỉ một ngày. Còn mà vay ngân hàng là cái áp lực nó rất là lớn, các bạn phải chạy suốt luôn để đủ cái chi phí ngân hàng cho hàng tháng nữa, rồi tiền ăn, rồi tiền chi phí cho gia đình vợ con nữa. Thì nó cũng nhiều cái yếu tố, nhiều cái vấn đề phát sinh. Các bạn thấy người ta chạy ráp ngon quá, khỏe quá, sướng hơn đi làm thì không phải đâu. Lên xe cầm cái vô lăng chạy trong cái đường phố Sài Gòn này nói chung là chạy quen thì nó cũng không có vấn đề gì, nhưng mà các bạn ngồi suốt ngày trên cái xe mà ở vô lăng thì nó cũng đuối. Thậm chí là các bạn chạy là ngày trên 10 tiếng luôn chứ đâu phải là làm 8 tiếng đâu, không phải các bạn chạy ngày 8 tiếng đâu, do đó là cũng đuối lắm các bạn. Mình thì già rồi, mình về hưu mình không có chạy thường, lâu lâu mình chạy kiếm tiền xăng, kiếm tiền đi chơi vậy thôi, không có áp lực về vấn đề tiền bạc, về cái thu chi, cái đó là khỏe lắm các bạn. Nhiều khi mình không chạy cũng buồn, nhiều khi mình không chạy cũng lắm lúc cũng buồn các bạn. Lâu lâu rồi mới xách xe chạy cho nó phay phả. Thôi clip ở đây tạm dừng các bạn. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về xe, về du lịch. Đặc biệt là lúc này là mình hay chia sẻ về xe hơi các bạn, S Ban Đời với Isuzu MU-X. Rồi window của mình thì vẫn đi chơi bình thường. Chào tạm biệt các bạn nha.